chúng ta sẽ tiếp tục đến vòng tranh 3-4, trận đấu đầu tiên giữa chứng đội xin top 16 sẽ tranh với chứng đội vui chơi anh em. Ra đó đầu tiên sẽ chuẩn bị bơ tơ vào trong, anh em cùng theo chân Khải với Cú Phèo vào xem như thế nào nha anh em. Cho anh em xem xếp đồ vỏn vẹn nha, như anh em vừa so sánh này đó, một xếp đồ anh vỏn vẹn thì cái banh chắc 60 mà thôi đó. Chúng ta chỉ nhìn thẳng vào cái vũ khí thì đã thấy một sự rất là khác biệt đối với giữa hai chứng đội rồi. Bộ dây biển sắt 96 luôn, anh em thấy chưa? Còn nhìn vào thì xếp đồ thì em thấy bên xếp đồ của Thiên Bang Cùi Bắp N1 thì nhỉnh hơn hoàn toàn anh ơi. Lượng làm chậm cũng như là phòng thủ khá là đều. Và thế em thấy thì so về hai Thiên Bang thì xếp đồ của anh Thiên Bang Cùi Bắp N1 thì vẫn nhỉnh hơn so với vỏn vẹn 49kg khoảng 6 đến 10 anh. Nói chung là thua khá là nhiều. Bởi vì là bên vỏn vẹn 49kg chỉ có làm chậm được có 40. Một cái nó làm chậm 40 và một cái chùy băng sát không được cao. Trong khi chùy của Thiên Vương Mang No.1 thì móc bằng sắt đã lên được 94 và có sử dụng 2 món làm chậm. Anh ơi, tuy rằng cái nón 40 làm chậm thôi nhưng mà nhìn tổng quát sơ qua cái set đồ thì được 80 làm chậm đó anh. 80 làm chậm đó anh. 80 làm chậm. Tại vì là đai lưng với nhẫn họ này. Và đai lưng với nhẫn họ thì bao tay mọc anh. Rồi ở bên dưới ngực bội làm chậm 20 thì tiếp tục là cái đôi giày mọc nữa thì lượng làm chậm đạt móc 80. Đúng rồi. Đạt 80 bởi vì anh này sở hữu 3 món làm chậm. 3 món làm chậm khá là phí. 2 món thôi. 2 món đã được 80, bên này 3 món mới được 80. Rồi, ok. Qua cái chùy không thì chùy bên kia nó vip hơn hẳn. Vip hơn hẳn hoàn toàn anh. Một cái móc khá là cao rồi. Rồi, hello mọi người nha, anh em đang xem cho một like em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận tranh 3-4. Và anh em đừng quên ủng hộ cho hai chứng đội của chúng ta. Đó là chứng đội vui chơi và chứng đội xin top 16, mỗi người một like chơi nha anh em. Chưa sao anh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục so xét đồ của Tuấn Cùi Mía đi anh. Hoặc Thiếu Lâm Quyền đi. Thiếu Lâm Quyền, Tuấn Cùi Mía đi. Đang đứng sát anh Thiên Bang đi. Đang sở hữu một gia truyền kháng cả 14 hợp kim, áo phục hồi 40. Thì không có gì nói trọi cho lắm anh em. Một cái nón làm phục hồi phòng thủ 15 thì cái áo này thì kích cái nón 15 phòng thủ anh ơi. Và tiếp đến cái bao tay làm chậm 30, sinh lực 65, ngọc bội kháng lôi 19, sinh lực nội lực và hai món làm chậm từ nhẫn và đai lưng thì có vẻ như ạc này cũng hoàn toàn đạt cho mình được móc 80 làm chậm nha anh em. Tuy rằng cộng lại 90 nhưng mà nó chỉ đạt móc 80 mà thôi. Nhẫn chón dòng 130 và đôi giày kháng lôi 30 và kháng lôi 5 và nội lực 560. Nói chung là tầm này cũng khá tương đối anh ơi, chứ đỡ mà những món đồ VIP hơn thì so với server mới thì em chưa thấy. Tóm lại đôi giày không có gì để bàn. Đúng rồi. 30 30 3 kháng 5 kháng lôi. 33 5 kháng lôi. Đôi giày và cái áo thì chẳng có gì để bàn cả. Rồi trong thời gian chờ đợi tại tỷ thì cho đến bây giờ thì Khải cảm giác khá là lâu rồi anh em ơi, không biết là Bernardo sẽ ra sao. Thì sở hữu cho mình một cái sợi dây chuyền kháng tất cả 5. Và nón làm chậm 40, áo phục hồi 40, không gì để bàn nữa. Được cất cái nón này. Được cái nón làm chậm 40 này. Bao tay cũng không có gì để bàn. Kháng lôi 17 mà thôi. Không gì để bàn luôn ạ. Được cái nón làm chậm 20 và nón làm chậm 40. Em thấy một cái đai lưng. Đai lưng khá đẹp lắm. Đai lưng vừa có làm chậm và phòng thủ. Và đôi giày cũng không có gì để bàn. Được mỗi là cái nón, cái nhẫn 2 và cái đai lưng anh em ạ. Và rồi, cái dây chuyền kháng tất cả 5 không đáng bàn ở đây luôn. Ok. Ok và thì xin Khải thông báo anh em một chút. Thì hiện tại thì giải đấu chúng ta đang diễn ra trận tranh 3-4 và sẽ tiếp tục đấu thứ hai anh em ơi. Hiện tại anh em đang xem giải đấu song tiệc sát thủ của cụm máy chủ S6 Đại Phật Sơn anh em. Trang chủ công thành chiến xưa.net nha mọi người. Anh em đang xem mà cảm giác thấy thích phiên bản đồ xanh thì cứ truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến xưa.net đỡ thở truy cập và tại mấy chủ Đại Phật Sơn về đỡ thở trải nghiệm anh em. Là bây giờ chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu đầu tiên của trận tranh 3-4 giải song tuyệt sát thủ server Đại Phật Sơn máy chủ công thành chiến. Hello Trung Trần, hello An Trần nha, An Nguyễn, hello Sơn Phạm, hello tất cả anh em nha. Giữa chiến đội xin top 16. Hiện tại đang like trên fanpage cùng với anh Phèo nên là nhiều ý comment của anh em nhiều khi Khải đọc không hết nè. Anh em thông cảm nè. Tí nữa chúng ta cùng tương tác tiếp tục nha anh em. Hiện tại bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu nè em ơi. Ok vô luôn anh ơi. Chúng ta cùng hơn 1 phút. Sẽ chọn cách PK như thế nào đây? Như còn mười mấy giây nữa thôi. Vâng, bắt đầu rồi Khải ơi.
Vậy rồi chúng ta thấy trong khi bắt đầu thì anh Thiên Vương của Bắc đã đẩy tảng hướng của Thiếu Lâm Long Đỏ, và anh Tuấn cũng biết vậy, hai người đang áp sát vào khu vực của anh Thiếu Lâm Long Đỏ. Thiếu Lâm đã chính thức di chuyển ra mọi người. Và giờ chúng ta đang thấy thì hai Thiên Vương solo với nhau và Thiếu Lâm solo với nhau. Những chàng trai của chúng ta đang rất lộn xộn ở trong khu vực lôi đài. Đây, anh em cùng chờ đợi xem thử liệu ai sẽ chết trước. Của hai Thiên Vương và hai Thiếu Lâm. Thiên Vương đấu Thiên Vương và Thiếu Lâm đấu với Thiếu Lâm. Anh chàng đang đọ chùy và đọ kiếm, đọ tay không anh em ạ. Anh em thấy sống vậy không? Quá là khó để dự đoán cho cái hiệp thi đấu này. Trận đấu này rất khó luôn anh ơi. Không thể nào biết được. Vâng, bốn chàng trai lực lưỡng của chúng ta đang chúng đầu vào nhau. Rồi. Vâng, ngã ngựa rồi. Rất đáng tiếc. Bờ hát Long Đỏ đã phải chấm dứt cuộc chơi trong những hơn gần một phút. Chỉ còn mỗi mình vỏn vẹn một chiến ký. Liệu người ta sẽ chống chọi một vé thai như thế nào là anh em? Bây giờ thì quá khó cho bốn chiến ký rồi, trong khi cây chùy đã không có băng sắt cao. Thôi xong. Thôi xong. Đang đấm rồi anh em ạ. Những đòn hit 3 đến từ vị trí của Quy Bắp rồi. Liên tục đánh mạnh hướng vỏn vẹn, anh ta đang bơm máu khá là chất. Ôi anh em thấy chưa? Rồi xong luôn. Của 49 kg. Cuối cùng thì chúng ta không thành công được rồi. Trời ơi quá hay rồi đây. Có cái pha. Cái pha cuối đó quá xuất sắc. Thiên Văn cùng Bắp đánh những đòn x3 cảm giác không chật phát nào luôn anh ơi. Quá hay. Rất đáng tiếc cho chiến đội kia. Trong trận đấu này thì chiến đội vui chơi đã có cho mình win 1-0 anh em. Quá xuất sắc cho anh cả bang. Cho anh Thiên Văn cùng Bắp chứ. Như vậy là chiến đội của Thiên Vương Mang Cùi Bắp đã là người chiến thắng ở hiệp thi đấu đầu tiên và giành với tỷ số 1-0. Vui chơi đã win 1-0 ở hiệp thi đấu đầu tiên và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi hiệp thi đấu thứ hai. Thì hãy truy cập vào cái trang chủ của game là congthanhchiensua.net để tham khảo và có thể tải game nhé anh em nhé. Rồi ok anh em mình cùng vào thôi anh Phèo ơi, hai mơ tơ là hai đội đã vào trong rồi. anh em cùng... rất đáng tiếc trong trận đấu đầu tiên thì bờ hát Long Đỏ có vẻ như trong trận đấu đầu tiên bờ hát Long Đỏ em thấy rằng hình như là chuyển là full down đó, nên là anh ta là hết máu, là bốc hơi khá là nhanh trong chưa đầy một phút anh ơi là đã bốc hơi rồi. Rất đáng tiếc trong trận đấu đầu tiên thì anh Thiếu Lâm bên này đã bị bốc hơi, chỉ còn mỗi một mình vỏn vẹn 49 kg, không thể nào 1v2, và anh ta cũng đành phải buông tay chịu chói nữa. Chưa đầy 3 phút thì trận đấu của chúng ta đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến round đấu thứ hai nha. Nếu như round đấu thứ hai mà chiến đội xin top 16 gồm Tấn Cùi Mía với lại Thiên Bang Cùi Bắp nơi 1 họ win thì họ sẽ giành lấy cho mình hạng 3 của giải đấu võ lâm, giải đấu song thiện thủ của cùng với chỗ Đài Bạc Sơn nha. Và chiến đội còn lại chỉ cho có mình hạng 4 thôi nha anh em. Tôi biết là hiệp thi đấu thứ hai này thì BH Long Đỏ cùng với vỏn vẹn 49 kg có rút được kinh nghiệm từ hiệp thi đấu đầu tiên để có thể khắc chế được chiến đội bên cạnh. Bốn anh em siêu nhân. Bốn thành mặc áo giống nhau. Chúng ta có một điểm rất là trùng là bốn anh em đều mặc cái áo Thiên Nhẫn mật trai anh em ạ. Hai anh dòng áo của Thiên Nhẫn. Rồi. Rồi tính đến hai cái nón nữa anh, hai cái nón nữa anh. Và có hai cái nón của Thiếu Lâm anh em ạ. Hai nón Thiếu Lâm. Và hai... bên kia thì có nón khác nhau, bên Thiên Vương thì mặc nón khác nhau. Mặc Trích Hoàn và bên này là mặc danh giác mão. Tấn Cùi Mía bảo không giống. Trận đấu chúng ta chỉ còn hơn 10 giây. Anh em cùng chờ đợi xem liệu trong trận đấu thứ hai này bên chiến đội Long Đỏ cũng như là vỏn vẹn 49 kg họ có rút được kinh nghiệm không anh em ơi? Hay là cái chiến thuật nào mới chúng ta cùng xem nha. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Vâng, những cây banh bao đã có trên đầu của Thiếu Lâm rồi. Bây giờ thì BH Long Đỏ đang đứng dậm mặc định hàng long. Vâng, Thiếu Lâm với Thiên Vương đang chinh chiến. Bây giờ là hai Thiếu Lâm và hai Thiên Vương. Còn BH Long Đỏ lần này thì anh thấy không áp sát mà đứng dập mặt đích luôn á Khải ơi. Đúng rồi anh ơi. Trong những pha như thế này thì hai Thiếu Lâm chúng ta cũng chả biết làm gì hơn đứng dậm mặt định và anh được luồng đam nào thì anh, và sau đó chỉ cần vào những đòn cover đến từ vị trí của Thiên Bang thì có thể kết thúc được đối phương anh ơi. Không biết làm gì hơn. Và bây giờ là Thiếu Lâm với Thiên Vương đã chia cặp ra rồi và bây giờ lại bu lại nhau rồi anh em ạ. Những hạ cao toàn là hệ kim. Bốn hệ kim đang bu nhau ở trong lôi đài Công Minh Tử. Hello Tình Phạm nha mọi, hello Hiếu Võ nha anh em, cho đang xem cho Khả một like một hồi chơi nha anh em. Quá hay luôn anh em, trong trận đấu này thì
chúng ta thấy rằng thì ủa như là một người đã bốc hơi đúng không anh? Lắc em ạ, lắc. À đúng rồi, vừa rồi em tưởng là mất ra một người. Giật mình. Giật mình. Bỏ lại ra đi nữa. Rồi lại ra đi như anh vừa nói, vừa hát lông đỏ đã chính thức ra đi. Rất đáng tiếc cho anh Thiên và cho anh Thiếu Lâm này. Rất tiếc rồi. Đánh đi. Có vẻ đang khá bất lực rồi. Khá bất lực rồi anh ơi. Bất lực rồi. Khá đáng tiếc. Lẹ đi. Lẹ đi. Hãy giết ta đi. Đó là lời cuối cùng của anh Võng Vẹn 49 kg. Những lời chăn chối cuối cùng. Đúng rồi, lẹ đi người ta like chuẩn luôn. Lẹ đi người ta like. À, đúng rồi Ngọc Trường ơi, đúng rồi bạn. Chào đời xa xứ, chào VL Toàn nhá. Vâng, bây giờ 49 kg đang chờ đợi những phát ân huệ cuối cùng để rời khỏi lôi đài. Anh có thể nói không còn động lực để thi đấu nữa rồi anh em ạ. Quá khó cho anh rồi. Anh ta đang đánh những đòn hitbar liên tục mà có vẻ như vẫn đam khá là thốn. Dính hai ở kia và kèm theo những đòn hàng lần bên dưới thì hiện tại vẫn vẹn 49 kg đang bị vẫn đam khá đau anh em thấy chưa? Chỉ đứng thôi mà anh em cũng đã thấy vẫn vẹn 49 kg rụt máu khá là nhiều. Tao đồng pha có vẻ như là đang rất là tự tin đến từ vị trí của chiến đội Cùi Bắp. Và rồi ok thì chúng ta đã thấy thì bên chiến đội Thiên Bang Cùi Bắp đó là chiến đội vui chơi. Đúng rồi anh em, đã win tiếp tục ra đấu thứ hai rồi anh Phèo ơi. Vâng, như vậy là chiến thắng chung cuộc đã dành cho chiến đội vui chơi. Và chính thức họ đã bước lên hạng thứ 3 của giải song tuyệt sát thủ bên server Đại Phật Sơn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến cái trận chung kết trong mơ một trận.